Tí nữa sẽ biết thôi. Mình cười tự tin. Em ơi, đã có lòng ơi. Nằm yên, nằm yên, nằm yên. Thế luôn của anh cái cục dựng đấy, nó lên còn đã anh bòi. Bòi bòi. Thế nó lên lên, nó nhìn đã anh nhiều đúng không? Này một cụm tổ. Hello mọi người nè. Không. Thế có cái tóc gì? Thay tóc à? Ừ. Muốn cài đâu ta? Họ có cái kéo mà cắt đi. Phải, lấy cái kẹp tóc. Cái tóc nó bị rớt xuống. Quay tóc này nó kẹp tóc con mà. Anh quay né tóc đi. Không né được đâu, bỏ người đi. Cái này nè, dính này được không chị? Dính cái gì? Cái này không dính được đâu. Dính hoặc cái như ấy. Trời ơi. Cái mèo. Hy sinh vì ấy. Hy sinh vì sự nghiệp thì tóc không bao giờ đẹp được luôn á. Đâu ai có được tất cả không chị? Chuyên gia thức khuya hả? Làm á chị. Thức khuya dậy sớm, khổ thiệt. Em yêu chọn cái nghề đấy. Ông ơi, ông làm IT mà ông nói người ta tưởng ông làm gì không á. Thì đi ngủ rồi, ngủ đỡ đau nữa. Ủa, như kim cắn mà. Chết dưa trắng biết thì không sao. Nhưng mà nói chung là có mụn trên mặt thì kiểu gì cũng cậy à? Dễ gì cũng cậy được. Không chị, em sợ lắm, em không dám đụng luôn á. Yeah, mẹ hơi bị giỏi đấy. Không, mà kiểu mới lắm những cái này nhưng mà kiểu biết là nó cơ địa em bị thâm. Kiểu gì nó cũng sẽ bị thâm. Thâm ấy, nên là rất là sợ. Cứ để cho nó chín. Chín sao xong nè. Chín nặng. Kệ dữ. Đợi nặng thêm một xíu rồi nó không nói mọi đứa luôn á. Đau hả? Tại vì của anh hơi nhiều ấy, cho nó bôi bôi cái mũ ấy, còn anh là đi ti ti nhiều. Mụn không to đời không mẹ. Mụn này là đúng. Lúc nít luôn đó trời. Nhân sao mụn vậy? Người sao mụn vậy? Mụn có mấy lần đâu. 75
cái chỗ kia nó bị vẫy, xong rồi cái nó thâm lại, nó tím lại, mình sợ là cái nó dày lên. Nó xong nó khô khô, nó chóc 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 rồi. Em sẽ con mà giờ nó thâm thâm tím lại, bị dày, nó bị sưng lên cho em, mình sợ. Đây là lần bị nặng nhất. Tại vì cái bệnh này là dần dần nó sẽ lan lan á. Nó bị mảng chỗ này xong bị mảng chỗ kia đen luôn á. Thì đó. Người đó. Cho nên em biết nó là sợ. Nhưng mà không, cái này người ta kêu là do là bị dị ứng thêm cái gì đó nữa chồng lên á. Chứ còn nhìn như là bị dị ứng á. Chứ không có là nó nặng như vậy đâu. Và là do là chồng cái dị ứng gì lên. Để bị dị ứng gì thêm thêm 3 triệu nữa. Tốt. Nên cũng biết. Tốn bao nhiêu vậy? Tốn hết 2 triệu rưỡi như tầm đấy. Ý là có thuốc về uống không? Dạ có. Thì nó cho nó uống cho nó đỡ. Chứ còn như là nhìn cũng sợ, em nhìn em cũng thấy sợ rồi. Bị chỗ khác không? Bị nó bị ngay cái mặt tiền luôn đấy kìa. Không, chị mặt rồi vai rồi người. Chỗ nào bị hả? Nó đang bị lợi, nó đang bị lan ra cho em mới nói là không chịu xét nghiệm, chị em cũng kêu là xét nghiệm đi chứ. Xét nghiệm để biết mà dị ứng cái gì á. Mà bạn thì không thấy thì xét nghiệm làm gì? Bôi hết thuốc xong rồi xét nghiệm sao? Ủa? Đau chảy nước mắt là bình thường. Đó, bị kiểu cứng cứng vậy chị? Nó là mới bị cái gì? Đó, chứ da kiểu kỳ cục không? Nó bị chai á. Úi trời. Nó lại cục mình cậy rồi mà. Mới ăn được mà. Mới. Cái cục nào cũng đỡ nhờ, đỡ nhờ. Ừ. Tao chảy nước mắt rồi. Thôi gì đâu mà khóc. Nó lau liền luôn. Hôm chỗ này đau thiệt. Chỗ nào đau hết á. Thái dương đau lắm. Đằng đây âm mũi hay là miệng là được. Em đâu có như chị đâu đúng không? Say mà. Đến trưa mới dậy rồi mà. Là máu không chị? Có chứ. Mụn mà kiểu như cái cục mụn nó lên. Kiểu mụn vậy đó. Mình sợ ấy. Nó hay bị ếm gì? Nặng xong mà mốt bị lại. Không, anh đã cậy. Nói chung là tự mình cậy thì nó sẽ không hết được đâu. Nó sẽ bị tái đi tái lại nhiều lần á. Tại vì cái chân nó đâu có ra hết được đâu mà. Thì nặng hết chân được không? Nặng thì hết chứ. Có cục nào chài thì không hết đâu. Thì phải lấy 1-2 lần nữa thôi. Em bị chài. Cái chỗ đó nó kiểu bị thâm như vậy rồi á. Chỗ này kiểu chắc cậy đi cậy lại nhiều lần đấy. Cái... nó bị râu. Râu lên xuống cái thâm vậy luôn á. Ừ. Em nhổ chỗ ra rồi nó nhũn nhíp á. Nó bị luôn. Chắc ông kẹp cả thịt đi. Đúng rồi. Trời ơi. Chứ nhổ râu làm gì mà nó bị như này. Thôi nha. Với lại cái râu này nó hay bị kiểu cái lông nó mọc ngược á, nó mọc nó không trồi được ra khỏi da, bắt đầu nó sẽ viêm lên luôn á. Luôn rồi, luôn rồi. 2-3 cộng á. Ừ. Nó nói gì? Nhiều người bị như vậy lắm, kiểu râu nó mọc cứ ngược vô trong xong nó viêm cái cục chỗ đấy lên á.
Đây này thường thường nó hay bị những cái cục như thế này này. Đau quá chị hả? Đúng rồi. Cái đó giờ chỉ có chệt râu thì nó mới hết được rồi. Chệt râu gì? Ừ. Chệt râu giống như chệt lông ấy. Đây này giống như bạn bị gì? Ừ, đó bị vậy đó chị. Nhưng mà làm gì chứ? Ông làm gì chỗ này mà nó thâm tà le tà le. Điên. Nhổ hả? Đam mê. Nhổ mày. Nhổ trúng thịt hả? Không, chỉ có ý là nhổ riết cái chỗ đó chị. Nhổ liên tục luôn. Nhổ là nhổ. Ừ. Chỗ này sao thấy thâm chị? Hả? Chỗ này nè. Thì đừng có đụng nó nữa, xong này dưỡng thâm mà vô là nó hết thâm à? À, ok. Nhưng mà đau mà chỗ đó là không không. Cạo. Cạo. Cạo nó sẽ đỡ thâm hơn là nhổ. Tại vì nhổ nó tổn thương á. Đi chị đi. Mũi đau á. Ừ. Mũi đau á. Được rồi. Kín cánh thôi mà. Đi làm. Nói chung là vô đây thì ai cũng bệnh viện được lúc đầu thôi. Đâu có khóc đâu nhỉ. Nước mắt nó tự rơi mà. Biết không? Như cái mụn cái cục gì đâu nữa. Em là bị già đó, nhiều lúc là. Ý là trước bị trên cái kia là ở dưới cổ có bị không? Trong người có bị không? Mới bị đây thôi đúng không? Dạ, chỗ này mới bị mẹ, chỗ gì em sợ mới bị luôn đó. Cái này chắc dị ứng gì gì. Mở ngăn lan lên cái cổ này. Ừ. Chứ bị chứng ngực cái thôi, mới chuyện chỗ mặt chứ chứ mũi thôi. Nhẹ sau đây ăn lên cổ. Cái bệnh này chỉ có trị dân gian đấy. Chỉ biết chừng nào trị thì trị thôi. Chứ mà thuốc tây, đúng rồi, thuốc tây thì chắc không trị được đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tắm lá cái gì gì đó. Ừ. Nhưng mà mình thì không biết chỗ nào trị thôi. Trời ơi, cũng... ở đây khách bị nhiều, bị như này nhiều lắm. Qua đấy có thấy không chị? Không. Nó đỡ thôi à. Ý là nó ít xuất hiện hơn thôi. Kiểu người ta dưỡng da đồ á. Dưỡng da vô thì nó sẽ ít xuất hiện hơn. Giống như là da mình lúc nào nó cũng có độ ẩm á. Ừ. Thì nó sẽ ít xuất hiện hơn. Khi nào mà da nó khô á, nó dễ xuất hiện lắm. Này chắc thì nó chỉ là đỏ thôi chứ đâu phải là kiểu. Không, cũng như này luôn. Bị như này là nó cùng một loại mà. Nhiều người nó còn chóc cái da cơ, nhìn ghê lắm. Như này là nó chỉ đỏ thôi đó. Em nhìn sợ. Tại mình mới nhìn lần đầu á, chứ còn bị là cũng quen rồi, đúng không? Nhưng mùa này nó lên là thấy tức đúng không? Do đây nóng quá này, nó. Ủa chứ bình thường ở đâu? Mùa Đà Nẵng này. Đà Nẵng hả? Mùa đang lạnh nhưng xuống. Nhưng mà có vào đây ở chưa không hay là về đây? À, chưa đây. Là vẫn còn về đây đúng không? Dạ vẫn đang ở đây. Ủa thế chứ Đà Nẵng vô mùa nóng thì làm sao? Dạ. Nóng còn nóng nữa là Hà Nội. Hà Nội nó còn nóng hơn ý. Mới đi xe ba luôn. Giờ biết ở sống ở đâu nó lạnh quanh năm à? Lên Đà Lạt. Không, lên Đà Lạt là lạnh quanh năm luôn á. Nóng cũng nóng vậy. Hả? Đà Lạt cũng nóng. Nhưng mà ít lắm. Không, nhưng mà thấy mùa nóng ở ngoài đó. Bạn cứ
Và đến lâu chưa? Hôm qua. Thì có khi nào là do cái nước ở trong này xong bị ấy không? Không. Là vào đây để đi khám bệnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Chơi Noel. Đi từ Đà Nẵng vào đây chơi Noel à? Có đầu tư quá ha. Em nó gặp nhau mà. Tự nhiên tắt quạt rồi nó còn kéo cái này em lại nè. Nó muốn điên luôn á. Làm gì mà không tới. Cái gì Nam Định nha? Hả? Không. Đắk Nông. Cũng biết Đắk Nông không? Không biết. Tôi sợ chồng gì ở ngoài kia. Ở gần người Bắc nhiều. Ừ. Như con Tâm sống ở Đắk Nông không chị? Hay Đắk Nông đi dưới Đắk Lắk rồi? Qua Đắk Lắk. Con Tâm xong đến Đắk Lắk rồi mới đến Đắk Nông. Cái mùi đau nhắc luôn á. Đúng rồi, cái mùi đau nhắc. Đây là lấy nhẹ lắm rồi đó. Cố lên. Không dám đè nó rồi đó. Ủa chị ăn kêu mua trà sữa. Mình chưa chọn gì mà sao bà đi đâu rồi? Lại uống rau má hả? Rau má chị không uống đâu. Đã chữa. Không thèm hỏi luôn. Chị không thích uống rau má. Cái gì? Có liên quan.
Miệng không chị? Miệng không. Miệng sao? Không cần đâu. Miệng không cần lấy miệng á? Có lấy đâu? Đau lắm. Đau lắm rồi hả? Đấy cái ô bình thường như kiến cắn mà. Xẹo hết rồi. Rồi ok. Đây, mua này. Nhiều quá. Quan sát này.